Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ phân tích về cái tinh bàn tử vi cửa cung Tý Ngọ. Thì ở cung Tý hay cung Ngọ thì cái tinh bàn tử vi nó cũng gần tương tự nhau, nó chỉ khác nhau ở mỗi cái tổ hợp của âm dương thôi. Đấy, ở cái tổ hợp mà tử vi cư Ngọ thì thái dương và thái âm nó sẽ rơi vào cái trạng thái là miếu vượng, còn khi mà tử vi mà đóng ở cái cung cung Tý thì tất nhiên dương lương và cái tổ hợp của thái âm nó sẽ rơi vào cái trạng thái là đấy, lạc hãm đi, nó không được hợp cách cho lắm. Thế nhưng mà theo mình thì cái khả năng thành công của hai cái mẫu này, cư Ngọ hay cư Tý đều nó ngang nhau cả. Vì cái mẫu người họ phải đặt ở trong cái hoàn cảnh nào nữa, chứ không phải là một cái lá số nó quyết định tất cả được. Một cái lá số này có thể là hàng trăm người có một cái lá số này, và chỉ có một người trong đó có thể phát triển được thôi. Đấy, quan trọng là người ta đặt đúng vào trong cái hoàn cảnh phát triển của người ta. Ví dụ như cái lá số của Tập Cận Bình chẳng hạn, tử vi cư Tý gặp cả Tuần Triệt nữa, đấy, mà vẫn làm lên những cái chức vụ rất là cao. Thế nhưng mà đấy, Tuần Triệt đương đầu thì thiếu niên tân khổ, người ta đã gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc tưởng như là mất mạng rồi. Thế nên là đấy. Và cái hệ thống của tinh bàn hôm nay chúng ta phân tích cái tinh bàn của tử vi cư Ngọ. Đây gọi là cái cách mà cực hướng ly minh. Ly ở đây là cái hệ thống mà cung ly. Đấy, cung ly đây, ngọ là nằm ở cung ly, hai gạch liền một gạch đất. Ly minh là cái hướng ở trên, cực hướng là nằm ở rất là cao ở trên, rất là sáng. Cái cách này được coi là một cách khá là đẹp. Đấy. Thế nhưng mà tử vi thì nó là một bộ sao, theo mình là nó rất là kén chọn, và cái bộ sao này khá là mỏng manh. Khi mà tử vi nó rất cần các cái bộ sao phó tá, gọi là bộ quân thần tá sứ đấy. Đấy, là các bộ về tá hữu, khô việt, khoa quyền, các cái bộ về xương khúc nữa, hai bên long phượng, rất cần nhiều cái bộ tái hữu, rất nhiều các cái bộ về quân thần ở bên hai bên thì nó mới có thể là phát huy được. Thế nên là cái tử vi này nó khá kén chọn người, và cái mẫu người tử vi này thì đấy, phải đặt trong những cái môi trường phải dành riêng cho nó. Đấy, tử vi thì nó là cái bộ sao hành thổ, thế nên là tử vi nó thiên về cái gì, cái sự bền vững. Tử vi nó thiên về cái tính chất là quản lý, chỉ đạo, nó mang cái tính chất hành thổ mà. Đấy, thổ chủ bền vững, thổ chủ nuôi dưỡng, chủ với vững chắc nữa, thổ nó chủ với chữ tín ở trong qua tử vi nữa. Thế nên là cái mẫu người mà tử vi cũng là cái mẫu người mà rất là giữ chữ tín. Thế nhưng mà trong tử vi thì có hai cái bộ sao thổ là cái bộ tử vi và cái bộ sao thiên phú. Thổ của tử vi thì nó mang cái tính chất là thổ mềm, còn thổ của thiên phú nó mang cái tính chất là thổ cứng. Đấy, giống hai cái quẻ ở trong kinh dịch vậy. Thổ của tử vi là cái quẻ khôn, còn thổ của thiên phú là cái quẻ cấn. Đấy, cấn có phần là nó sẽ cứng rắn hơn, quyết liệt hơn. Đấy, và trong cái tổ hợp này, cái mẫu người tử vi này, đấy, đối cung nó sẽ là cái bộ sao tham lang. Thế nên là cái tính cách của bộ sao này nó sẽ ảnh hưởng một phần của cái bộ tham lang. Cái tính cách của cái mẫu người mà tử vi Tý Ngọ thì có phần nó khá là đúng đính, làm việc nó rất là từ tốn thôi, cái gì nó thong dong lắm, nó không giống như cái tổ hợp mà tử vi đó mà cung Dần Thân, đối cung nó sẽ là cái thất sát, làm việc lúc nào cũng trong cái thế là vội vàng cả, lúc nào cũng phải làm thật nhanh thật nhanh. Đấy, có vẻ cái nhìn cái con người tử vi đóng ở Dần Thân nó sẽ vất vả hơn cái mẫu người mà sống ở cái cung mà Tý Ngọ này, đúng đính hơn, làm việc nó từ tốn hơn. Đấy, tử vi thì nó thích hợp làm những cái công việc chỉ đạo, quản lý. Đấy, vì cung Quan Lộ nó sẽ là cái bộ sao Liêm Trinh Thiên Phú. Liêm Trinh vốn là cái bộ sao Tủ Tinh rồi. Tủ Tinh thì nó sẽ thiên nhiều về cái quản lý. Tù mà. Tù là cái sự mà quản lý, cầm tù. Thế nên là người ta làm cái công việc liên quan đến quản lý người khác, kiểm tra người khác, kiểm soát người khác rất là tốt. Đấy, Liêm Trinh cái sự mà liêm khiết, chính trực. Đi với bộ sao Thiên Phú quản lý về vấn đề tiền bạc rất là tốt. Mỗi người này có thể làm về cái vấn đề về tài chính, kinh tế là tốt. Đấy. Và cái mẫu người tử vi thì có một cái gì đó họ thể hiện những cái tôi rất là cao, cái tôi, cái bản ngã rất là cao, cái bản ngã của những bậc đàn anh đàn chị. Và cái mẫu người tử vi mang cái tính chất của cái bộ sao đế vương. Thế nên là cái đế vương thì rõ ràng là chúng ta khó có thể tiếp cận được, là mẫu người này hơi khó gần, có thể là dễ chơi nhưng mà sẽ là không dễ gần cho lắm.
một khi chơi với những cái mẫu người tử vi này thì cái cách mà cái chơi với họ cũng khá là tốt đấy. Mẫu người này rất là giữ chữ tín này, rất là trung thành người tử vi. Thế nhưng mà đấy, mình chơi với tử vi là mình phải luôn đặt người ta lên trên, không bao giờ được cái cách mà gọi là mình phê bình hay phê phán người ta được cả. Cái tính cái tôi của họ khá cao, cái tính tự ái khá là cao, cái tính tự phụ cũng cao nữa. Thế nên là cái người tử vi mà đặt trong một số cái môi trường mà nó khó khăn đấy, báo họ mà đi lên từ con số 0 này, gọi là phải đi van xin người khác thì nó hơi khó một chút đấy. Thế nên là cái người tử vi rõ ràng là họ nghèo nhưng mà họ sẵn sàng họ sống nghèo, vậy không bao giờ xin ai cả. Cái tôi của họ khá là cao. Thế nên mỗi người tử vi này đặt trong cái thời bình thì có vẻ hay hơn. Họ quản lý, họ duy trì và họ phát huy, cái đó thì tốt hơn. Nếu mà họ là cái mẫu người đi khai phá thì nó hơi khó đấy, vì cái cung quan này là liêm chính, nó có phần là nó sẽ hãm bớt cái tính sáng tạo của cái mệnh tử vi này đấy. Cái mệnh cách này làm quản lý rất là hay. Và cái cách mà khi mà người ta cái bộ sao hành thổ thì mang vẫn là một cái gì đó nó cũng cái khó thay đổi, hơi bảo thủ. Ăn được cái tính tốt từ cái hành thổ, làm việc từ tốn, chắc chắn cẩn thận. Nhưng cái thổ là cái gì đó, nó khó, rất khó thay đổi được cái nó rồi. Thổ là cái gì nó tồn tại vĩnh viễn. Và cái mẫu người tử vi như thế này, hệ thống cung tài bạch nó sẽ là cái hệ thống của bộ sao vũ khúc, của sao thiên tướng. Vũ tướng là cái cách mà người ta cũng làm việc liên quan đến vấn đề về giao thương, về tiền bạc, đúng không? Quản lý về tiền bạc khá là tốt. Vũ khúc tài cư tài vị thì hầu như các cái hệ thống của tử vi nó sẽ dính các bộ sao vũ khúc ở trong cung tài. Thì đó là một cách nó khá là hay. Thì trong cái thế mà người tử vi tí ngọ này này, thường họ sẽ ở trong một cái thế mà được thừa hướng đấy, và một thế ở trong cái cách mà rất được người khác là ưu ái, đặc biệt là được những người cấp trên của mình ưu ái khá là nhiều. Cái hệ thống cung mệnh nó luôn nhị hợp với cung phụ mẫu này đấy, kể cả nằm ở cung tí cũng vậy, là cung phụ mẫu rất là được lòng cấp trên nhá. Đấy, và thế nhưng mà cái cấp trên ở đây phụ mẫu nó sẽ luôn có cái bộ cự đồng này. Thế nên thế ra là người ta với cấp trên thì người ta cũng cũng kính trọng thôi, thế nhưng mà chưa đủ để người làm người ta khuất phục được. Thế nên là cái mẫu người này sau này cũng sẽ người ta nhoi nhoi ra bên ngoài, người ta làm những người đứng đầu, những người gánh vác, những người đi riêng của mình, nên có cự đồng mà đấy. Đấy, và cái sự quản lý nữa, quản lý cái sự mà được quan tâm giúp đỡ của những cấp trên, hay là tuổi nhỏ thì hay được bố mẹ quan tâm chăm chiều khá là nhiều này, mệnh luôn với phụ mẫu này đấy, khá là tốt, tốt hơn so với cái mẫu người mà tử vi ở dần thân đấy, thiếu cái sự quan tâm. Đây là được cái sự quan tâm chăm sóc, thế nhưng mà phụ mẫu vẫn là cái đất mà vua chính diện. Thế nhưng là quan tâm về cái cuộc sống thôi, còn về cái định hướng thì vẫn do cái mẫu người này quyết định, không muốn đi theo cái đường hướng của bố mẹ nhiều lắm. Cự môn thiên đồng, phụ mẫu ở đây thường làm về cái vấn đề về làm ăn kinh tế, kinh doanh nhiều. Và cái một cái hệ thống nữa của cung phu thê của cái mẫu người mà tử vi tí ngọ. Đây, phu thê nó sẽ là cái đất mà thất sát. Đây là một trong những cái mẫu người mà họ có một cái sự lựa chọn nó cũng khá là an toàn. Đó, thất sát. Thất sát là đóng ở đây thì nó sẽ hãm. Thế nên là cái mẫu người tử vi này, tí ngọ này, có vẻ như cái cuộc sống của họ nó sẽ hơi tình cảm, nó sẽ hơi khô khan một chút. Đấy, thất sát mà. Thất sát hành kim mà. Hành kim chủ về cái lý trí nhiều. Đấy. Và thất sát thì lấy phu thê về thì đúng là cũng yên tâm. Đó, người thất sát thì bình thường là cũng là cái mẫu người mà cũng trung thành. Thất sát cư phu thê. Thì có một cái tính chất rất là hay, thất sát cư vu thê là cái cách mà mình và cái người hôn phối sẽ không ở trong cái thế không dựa dẫm nhau, tự lực, đôi khi gọi là mạnh ai người nấy sống đấy. Tiền của ông thì ông tiêu, mà tiền của tôi thì tôi tiêu đấy. Sát đóng của cung phu thê,
một cái gì đó, cái cách mà cái người mệnh tử vi này họ không muốn cái gì đó ràng buộc nhiều, ràng buộc của cái người hôn phối nhiều, và cái người hôn phối của họ cũng vậy, không muốn ràng buộc nhiều với cái người này, giống như hai đường đi, hai người đi hai nơi vậy. Đấy, người này thì làm có thể là làm quản lý, nhưng mà người kia kiểu gì mặc dù gia đình nhà chồng nhà vợ rất là giàu, nhưng người này cũng phải ra ngoài người ta làm, không muốn phụ thuộc. Đấy, người thất sát phu thê thì cái người phu thê này đã được cái dựa từ cái người này rồi. Đấy, trong thế tử vi là sẽ phải gánh vác nhiều mà. Thế nhưng mà cái người thất phu thê này nó cứ đẩy ra thôi, cứ đẩy ra bên ngoài thôi, không cần cái sự trợ giúp cho lắm. Về cái tinh bản này, mấy cung tiếp theo thì mình cũng đã giải thích ở trong cái, nó cũng gần giống cái tinh bản mà tử vi ở dần thân vậy, nó không khác gì mấy. Thì huynh đệ vẫn là thiên cơ này, thiên cơ đóng ở bốn cung này thì cái vấn đề anh em thường hay đi xa hơn. Đấy, thiên cơ này thường có một hoặc ba người. Đấy, thiên cơ đóng huynh đệ thì anh em cũng là cái mẫu người hơi khôn ngoan đấy, khôn ngoan đối đáp người ngoài. Đấy, thiên cơ lại một cái gì đó lại luôn mình luôn phải đề phòng nữa. Đấy, thực ra thiên cơ thì nó không phải là tốt lắm, hơi khô khan, anh em có phần là nó sẽ gì đó nó tính toán với nhau. À, thiên cơ đóng ở huynh đệ thì mình, nếu mà anh em tốt đấy thì mình có thể nhờ anh em mình tư vấn cho mình rất là tốt, giống như một cái người quân sư bên cạnh vậy. Đây gọi là hai cái cánh tay trái, cái này phải thì nó hụt mất cái cánh tay ở phụ mẫu rồi, chúng ta dựa vào anh em, dựa vào anh em. Ví dụ như tiếp theo là cái hệ thống của cung Phúc Đức chẳng hạn, Phúc Đức ở đây nó sẽ là cái bộ phá quân, thường là cái mẫu người này có vẻ nó đúng đỉnh. Thế nhưng mà cái vấn đề cái trong cái tâm của người này, cái cuộc sống của người này, của mẫu người Tý Ngọ này có vẻ là vất vả hơn, biết hưởng thụ hơn, và cuộc sống nó sẽ xô bồ nhiều thứ hơn, và khiến cho họ gọi là không có thời gian để hưởng thụ hơn. Cái mẫu người mà tử vi đóng ở dần thân thì cái cung Phúc nó sẽ là cung bộ tham lang, hay cái mẫu người mà biết ăn chơi biết hưởng thụ, đấy, cuộc sống coi như là cũng trọn vẹn. Thế nhưng cái mẫu người này đây phá quần này, đôi khi là mình chạy thì mình lo những cái thứ khác, không kịp để hưởng thụ nữa, và dòng họ cũng trong thế là cũng khá là loạn lạc. Đấy, phá quần nóng Phúc mà mồ má có khi là đập đi xây lại rồi, mất mồ mất má ở đó. Vấn đề là dòng họ cũng khá là loạn lạc, nhiều người lập nghiệp phương xa, không phá quân. Và cái hệ thống của cái cung tử tức có thái dương, dương lương đóng ở cái cung tử, đây được gọi là thái dương đúng không, thường là sẽ có con trai hơn, nhiều con trai. Thái dương thiên lương, con cái của mình cũng là cái mẫu khôn ngoan, cũng hiền lành, và dương lương thích hợp với những cái nghề mà liên quan đến ngoại giao, giao tiếp khá là hay, làm về thầy giáo, làm về ngoại ngữ rất là tốt. Nói chung là được cái người, được cái hệ thống của cung tử khá là đẹp, cung tử và cái cung nô bộc thái âm nữa, đây là hai cái đối trọng nó cũng khá là đắc lực với mình. Nô bộc của cái mẫu người này thì là cái bộ thái âm, thái âm cư nô bộc thì bạn bè cũng trong cái thế là kinh tế nó cũng khá giả. Thái âm nó chủ cái vấn đề về đầu tư, thái âm chủ khí phú chủ tài mà. Đấy, bạn bè thái âm cũng dễ là gặp những người mà lớn tuổi, lớn tuổi người nữ đấy, giúp đỡ mình, sẽ có những người quý nhân. Thái âm, âm dương nó tượng cho cái vầng trăng, cho cái mặt trời, đấy, nó chính là cái con đường dẫn lối. Đây một cái ở cung tử, một cái ở cung nô, hai cái nó soi chiếu, vậy là chúng ta sẽ được nhờ âm dương từ cung nô, và người ta sẽ rất cần cái đối trọng về cái cung nô bộc này. Cung nô bộc của thái âm cũng là một trong cái cung nô rất là mạnh. Cái hệ thống của cái cung tà đách của họ cự đồng, cự môn thiên đồng. Cự đồng thì lúc nào cũng sẽ là cái vấn đề về cự thiên đồng, nó là cái dạ dày. Cái dạ dày đúng không? Vua thì ăn uống đôi khi là sẽ không kiểm soát được. Thường cái mẫu người tử vi này ăn uống thường là đấy, nó khó kiểm soát, và người ta cũng không quan trọng vấn đề ăn uống đâu. Đôi khi là ăn hơi lung tung một chút, cái thời gian biểu của mình nó bất thường. Đấy, đôi khi là có cả người mà ăn kiêng chẳng hạn, cự môn thiên đồng. Mà cái mẫu người này thường hơi cái hình dáng nó phải đẩy đà nhá. Tham lang chiếu là do hình dáng thì khá là đẩy đà, nó hơn so với những cái người này. Đấy, những người thất sát mà tứ phủ đóng ở dần thân có vẻ sẽ nó béo tốt đẩy đà hơn. Tật của thiên đồng thường thận này, vấn đề thận này, vấn đề về dạ dày này,
ăn uống khó kiểm soát này. Với cho cái mẫu người mà đấy trên đầu mà cự môn đó một cung tật đấy, thì cách mà làm hay làm những cái việc mà làm ơn mắc oán trên đầu cự môn là cái bộ ám tinh nó cung tật, bệnh dạ dày, có thắt dạ dày, trào ngược dạ dày. Và cái hệ thống của cung cung điền của họ, điền nằm ở cái đất vô chính diệu, có dương lương chiếu. Dương lương đây là cái tổ hợp của thái dương chiếu, đúng không? Thái dương thì người ta sẽ được hưởng phúc của người cha. Âm dương chiếu điền thì đây cũng là một trong những cách mà khá là đẹp. Thái dương chiếu điền, nhà đất thường là rộng rãi, trong cái thế là sẽ có cái minh đường trước. Thái dương tượng cho cái sân trước, thường có cái sân khá là rộng. Đây là cách mà người ta sẽ được hưởng thừa hưởng khá nhiều, thừa hưởng từ đất, từ người cha của mình. Và thái dương thiên lương chiếu điền, đúng không? Điền để nằm ở cái đất vô chính diệu, thế nên là cái mẫu người này có thể là họ nhiều đất, đất nhưng mà họ thường là cũng không quan tâm về vấn đề đất đai nhiều, không sử dụng triệt để về vấn đề đất đai. Điền vô chính diệu, hay là ví dụ như những cái mẫu người mà tứ phá chẳng hạn, thì cái cung điền của họ sẽ có thái âm, là một trong những mẫu người mà sử dụng cái cung điền rất là tốt, có cái duyên về buôn bán, về bất động sản khá nhiều. Đấy, thì cái mẫu người mà điền vô chính diệu này thì thường là đấy, cái khái niệm về đất đai thì có phải là nó cũng hơi mơ hồ, nó không giống như cái mẫu người mà đấy, không giống như cái mẫu người tử vi dần thân, nó sẽ tốt hơn, nó có cái ý thức về vấn đề đất đai hơn. Cung điền của cái bộ mà tử phú dần thân sẽ là cái bộ sao cự môn, cự môn giống cái lá số của Phạm Nhật Vượng, cự môn không kiếp, cái cách mà người ta buôn bán về đất đai kinh khủng. Còn cái bộ mà đấy, của điền trạch này, vấn đề về buôn bán về đất đai thường là phải đi theo cái người khác, mình phải có cái người dẫn dắt theo. Thái dương ở đây tượng cho người dẫn dắt mình, âm dương chiếu cung điền. Thì nói chung là về cái tổ hợp của tử vi ở tí ngọ này là một trong những cái cách cục mà nó mang cái tính là nó cũng an nhàn thôi. Đấy, thế nhưng mà nó phải cần rất nhiều các cái bộ sao về phò tá. Đấy, nó thích cái bộ tá hữu, nhưng mà tá hữu giáp hai bên thôi. Đấy, tá hữu là cái bộ sao phò tá là cánh tay trái, cánh tay phải, giáp hai bên thì hay hơn. Hay các cái bộ sao về khôi việt, các cái bộ sao khoa quyền thì nó sẽ hay hơn, không ưa xương khúc. Đi với bộ linh hỏa cũng được, linh hỏa đắc địa khá là đẹp. Các cái bộ sao phỏ tá nữa, các bộ sao về thai tọa quang quý, cách đó thì khá là hay. Tá hữu xương khúc thì không nên đóng vào đồng cung, đóng hai bên thì hay hơn. Vua mà đi xương khúc là ông vua mà hay làm trò, đây là cái cách mà công danh của họ nó sẽ có nhiều cái ngã rẽ hơn, khó thành công hơn. Thì ở đây là mình sẽ phân tích cái lá số mà tinh bàn mà tử vi tí ngọ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.